Người, mình là Poseidon đến từ Kairos Venture. Thì trong cái clip hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề khá là thú vị, đó chính là một hệ sinh thái khi nào thì sẽ sẵn sàng bùng nổ. Ok, let's go. Thì đầu tiên mình chỉ muốn nói lại một chút ha. Thì trong thời gian khoảng từ tháng 9 2020 cho đến thời điểm này là tháng 9 2021, tức là tròn một năm á, thì chúng ta đã thấy rất là nhiều sự bùng nổ của các cái hệ sinh thái khác nhau, ví dụ như là Ethereum, Binance Smart Chain, và vừa rồi chính là Solana. Thì đây đều là những cái hệ sinh thái mà cái việc bùng nổ của họ đã có những cái dấu hiệu, và chúng ta có thể follow được những cái dấu hiệu đó để từ đó chúng ta tìm ra được cái cơ hội đầu tư sớm nhất. Và dựa trên cái sự bùng nổ của các cái hệ sinh thái này thì mình cũng đã tổng kết được những cái kết quả mà chúng ta quan sát, chúng ta tìm hiểu và chúng ta nhận biết được là một hệ sinh thái đã bắt đầu sẵn sàng. Thì trong cái phần tiếp theo thì mình sẽ cùng với mọi người phân tích rõ hơn về cái điều này. Đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu về một cái hệ sinh thái. Thì một hệ sinh thái chính là một hệ thống các sản phẩm được xây dựng và tích hợp trên blockchain nền tảng và được kết nối và hỗ trợ nhằm cung cấp cho người dùng những cái dịch vụ đầy đủ nhất khi tham gia cái hệ sinh thái đó. Mình ví dụ khi mà mọi người tham gia trên hệ sinh thái Ethereum á, thì ngoài cái việc mua và lưu trữ các cái đồng coin, cái đồng token trên đó, thì chúng ta còn có thể swap trên các cái AMM như là Uniswap, SushiSwap, Curve. Chúng ta có thể tham gia vào việc vay và sử dụng vốn như là AV, Compound, MakerDAO. Chúng ta có thể giao dịch phái sinh một cách phi tập trung trên các cái nền tảng như là DEX, Perpetual Protocol. Chúng ta có thể quản lý tài sản ở trên các nền tảng như là Saffron Finance. Đó. Chúng ta có thể tham gia các full stablecoin ở trên Curve, CRV, vân vân và vân vân. Thì cái hệ sinh thái ở trên Ethereum nó đã thể hiện cái mức độ hoàn thiện đến mức mà nếu như chúng ta không bị bỏ, nếu như một ngày mà đó mà Binance hay là FTX hay một số cái sàn set nào đó nó có gặp một cái sự cố vấn đề nào đó và nó ngưng hoạt động, thì chúng ta hoàn toàn có thể vẫn có thể tiếp tục tham gia crypto hoàn toàn chỉ bằng cái phi tập trung. Thì nó đã thể hiện cái sự hoàn thiện đến mức như vậy. Vậy thì cái hệ sinh thái này nó sẽ có kết cấu như thế nào? Thì kết cấu của hệ sinh thái á, thì nó sẽ bắt đầu bằng đầu tiên là những cái dự án nền tảng, đó là Ethereum, Binance Smart Chain, Solana hay là Avalanche. Thì đây là những cái dự án người ta xây dựng những cái blockchain nền tảng làm nền móng và làm cái cơ sở hạ tầng ban đầu để cho hệ sinh thái được xây dựng và phát triển sau đó. Và mọi người có thể hiểu là để duy trì và phát triển trong cái thị trường crypto ngày một cạnh tranh như vậy và ngày càng có nhiều cái hệ sinh thái, kể cả cũ kể cả mới, nó bắt đầu xây dựng hoặc là đã xây dựng từ rất lâu cạnh tranh với nhau như vậy để lôi kéo người dùng và lôi kéo dòng tiền, thì cái việc mà xây dựng và phát triển một hệ sinh thái là cái nhu cầu, cái xu thế gần như là sẽ chắc chắn là tất yếu đối với tất cả hệ sinh thái nào, bất kỳ hệ sinh thái nào dù là mới hay cũ. Bởi vì chỉ khi nào người ta hoàn thiện được một cái hệ sinh thái như mình đã phân tích trước với cái mô hình của Ethereum, thì khi đó cái dòng tiền và cái user mới có thể giữ lại ở hệ sinh thái đó. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn cái vấn đề này ở trong cái phần sau. Thì mình muốn giới thiệu một chút về các cái thành phần của hệ sinh thái điển hình ha. Thì tùy vào cái mức độ hoàn thiện và cái cấu trúc mà một hệ sinh thái nó có thể ở cái dạng đơn, tức là đủ các cái thành phần cơ bản, hoặc là ở cái dạng phát triển, tức là ở mức độ gọi là đa dạng hóa các thành phần và đa dạng hóa các dự án ở mức chi tiết hơn và cụ thể hơn, tức là ở các cái ngách sản phẩm. Thì mình có thể khái quát một chút về các cái thành phần của một hệ sinh thái ở mức gọi là tương đối phát triển. Đầu tiên thì sẽ là lớp layer 0, tức là lớp nền tảng và cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái. Cái tiếp theo là về wallet, tức là các cái ví để hỗ trợ cho lưu trữ và thanh toán. Cái tiếp theo là stablecoin, tức là các cái đồng ổn định đã được niêm yết, đã được tích hợp với cái hệ sinh thái đó. Ví dụ như là Tether, USDT, USDC, DAI, vân vân. Các cái sự hỗ trợ của cái yếu tố thứ tư đó, sự hỗ trợ đến từ các cái set, tức là sự tích hợp. Ví dụ như là
Mọi người đã biết thì mỗi cái blockchain nó sẽ có một cái cấu trúc khác nhau. Ví dụ như chuẩn của Binance Smart Chain nó sẽ khác chuẩn của Ethereum, nó sẽ khác chuẩn của Solana. Thì khi mà các cái set như Binance, như KuCoin, như FTX người ta hỗ trợ các cái cộng nạp rút mà theo chuẩn của blockchain á, thì nó sẽ là một trong những cái điều kiện thuận lợi để người dùng người ta có thể chuyển trực tiếp tài sản ở trên các set đến thẳng cái blockchain đó mà không cần phải sử dụng bất kỳ cái công cụ hỗ trợ nào phức tạp hơn cả, và dĩ nhiên với một cái chi phí nó rất là rẻ. Thì đó là chính là cái yếu tố thứ tư, là sự hỗ trợ của access, tức là cái sự tham gia tích hợp của access vào trong cái nền tảng hệ sinh thái đó. Cái thứ năm dĩ nhiên là một cái rất là quan trọng, là chính là DeFi. DeFi thì có thể hiểu là decentralized finance, tức là phi tập trung, một nền kinh tế phi tập trung. Phi tập trung ở đây mọi người có thể hiểu nhìn ở một các khía cạnh, đó là nó sẽ không bị bên thứ ba nào quản lý cả. Nó sẽ hoàn toàn không phụ thuộc vào một cá nhân hay một tổ chức nào cả, mà nó chỉ sẽ hoạt động một cách gọi là dựa theo hoàn toàn phi tập trung và theo cái governance, chủ yếu là theo cái governance. Sẽ không bị kiểm soát, non custodial, không bị lưu ký, và hiểu một cái đơn giản có thể là khi mà mọi người lưu trữ cái tài sản của mình ở trên Binance á, thì cái ví của chúng ta nó hiển thị á, thì chúng ta sẽ không phải là cái người giữ cái private key hay là cái private key hay là cái mật khẩu cái ví đó để chúng ta truy cập. Nhưng mà ngược lại, khi chúng ta tham gia DeFi trên Ethereum hay Binance Smart Chain mà chúng ta sử dụng MetaMask chẳng hạn, thì tài sản sẽ được lưu trữ trên chính cái ví của chúng ta, và mọi cái hoạt động như là lending hay là swap thì chúng ta chỉ có thể tương tác với smart contract, và cái việc tương tác đó nó không bị phụ thuộc vào bất kỳ bên thứ ba nào cả. Nó khác hoàn toàn cái việc mà chúng ta mua bán một cái token hay một đồng coin nào đó trên Binance, thì chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào một bên thứ ba, đó chính là Binance đó. Thì mọi người có thể hiểu DeFi là như vậy đó. Thì trong DeFi nó sẽ có những cái mảnh ghép nhỏ hơn, ví dụ như là AMM, DEX, tức là những cái sàn phi tập trung, lending and borrowing, tức là cái những cái giao thức hoặc là DApp cho phép người ta tối ưu hóa việc sử dụng vốn qua việc lending, borrowing, các cái synthetic asset, tức là cái tài sản tổng hợp, yield farming, tức là những cái nền tảng cho phép chúng ta tham gia farming và kiếm được lợi nhuận, insurance, tức là bảo hiểm, aggregator, tức là những cái nền tảng tổng hợp, thì có thể là ở mức tổng hợp và thanh khoản, ví dụ như liquidity aggregator là cái điển hình nhất, chính là một in, hoặc là yield farming aggregator cũng có. Perpetual chính là phái sinh ha, ví dụ như trên Ethereum đó là Perpetual Protocol, DEDX, vân vân. Asset management, tức là quản lý tài sản, thì quản lý tài sản nó cũng rất là đa dạng trong trong cái phân khúc ở trong đó, ví dụ như là Saffron Finance, ví dụ như là Tranches, vân vân. Tiếp theo chính là Oracle. Thì dĩ nhiên rồi, mình luôn nói là Oracle là một cái phần không thể thiếu của DeFi, bởi vì mọi cái hoạt động mà chúng ta thực hiện trên DeFi, ví dụ như swap, ví dụ như lending borrowing, thì nó đều cần một cái nguồn thông tin, bởi vì bản thân smart contract và blockchain nó không thể nào nó tự tiếp nhận thông tin từ bên ngoài vào được. Do đó thì Oracle sẽ là cầu nối đưa cái thông tin đến từ nhà cung cấp đến smart contract. Để mình ví dụ như là khi anh em thực hiện một cái việc lending and borrowing ở trên AV, đúng không? Thì khi mà ETH nó bị giảm xuống, thì ví dụ chúng ta sử dụng ETH làm tài sản thế chấp, thì khi ETH bị giảm xuống thì chúng ta có nguy cơ bị thanh lý, và để đảm bảo cho cái việc thanh lý hoặc không bị thanh lý đó, nó diễn ra một cái chính xác nhất, thì đòi hỏi là AV hay Compound thì người ta cần phải có một cái Oracle để cung cấp cái giá của Ethereum tại thời điểm đó. Đó chính là cái vai trò của Oracle ở một cái dạng dạng đơn nhất. Do đó là trong bất kỳ hệ sinh thái nào, người ta cũng phải tích hợp Oracle vào trong đó, hoặc là sử dụng các giải pháp của Oracle như Chainlink đã rất là nổi tiếng rồi, như Ben, như Stellar, Zero B, hoặc là phải tự build những cái Oracle để phục vụ cho chính hệ sinh thái hoặc chính sản phẩm của mình. Cái tiếp theo là cái bridge, tức là các cái cầu nối. Thì mọi người có thể hiểu là hiện tại các cái blockchain nó như là các cái quốc gia độc lập, đúng không ạ? Chúng ta đang có USDT ở trên Binance Smart Chain và chúng ta muốn chuyển sang Avalanche chẳng hạn, thì bất kỳ người dùng nào, người ta cũng sẽ đặt câu hỏi là tôi có thể chuyển đi như thế nào và nhanh nhất và rẻ nhất. Thì đó chính là việc của các bridge, tức là các cái cầu nối giữa các hệ sinh thái. Nó sẽ xây dựng ra những cái bridge như vậy để chúng ta có thể chuyển tài sản, ví dụ như từ Ethereum qua Avalanche, từ Ethereum qua Binance Smart Chain một cách nhanh và tiện nhất, và dĩ nhiên hoàn toàn là phi tập trung.
Một cái tiếp theo đó là NFT và gaming. Thì cái xu hướng gaming và NFT đó đã rất là hot trong thời gian qua. Thì mỗi hệ sinh thái như tương tự như vậy thì ngoài Ethereum ra thì những hệ sinh thái khác người ta cũng luôn muốn cố gắng xây dựng những cái mảnh ghép NFT và gaming riêng cho cái hệ sinh thái của mình, bởi vì đây cũng là một cái mảnh đất rất là màu mỡ để lôi kéo người dùng và lôi kéo dòng tiền đến với hệ sinh thái. Mình có thể ví dụ như là Flow, Flow đúng không ạ? Flow là một hệ sinh thái chỉ chuyên để làm cho chuyên biệt để mà phù hợp cho gaming và NFT. Đó chỉ là cái ngách của họ. Cái cuối cùng chính là cái Launchpad, tức là những cái nền tảng mà gọi vốn cho các cái dự án mới. Thì cái xu hướng Launchpad ngày càng một nhiều, bởi vì khi mà cái dự án được gọi vốn ở trên Launchpad thì đầu tiên nó sẽ có bản thân nó riêng, nó đã thu hút được một sự marketing rất là lớn, thu hút được một cái sự tham gia đông đảo từ người dùng, và đồng thời nó cũng thể hiện được cái mức độ uy tín và cái tiềm năng của dự án trong tương lai. Càng được lên những cái Launchpad lớn và khó thì nó càng thể hiện cho thấy là cái dự án này nó có cái tiềm năng phát triển trong tương lai, và nó càng có sự FOMO đến từ cộng đồng. Nó sẽ là một trong những cái kết marketing hiệu quả nhất cho dự án ở thời điểm ban đầu, khi mà chúng ta chưa hề biết được dự án nó đang làm cái gì, hoặc là nó sẽ là, hoặc là nó có tốt hay không, hay mọi thứ. Ok, thì và ngoài ra thì Launchpad cũng là sẽ là một cái bệ phóng để cho các cái dự án tốt ở trong hệ sinh thái nó có thể nó bắt đầu phát triển, và nó lại kéo về một cái dòng tiền mới cho hệ sinh thái. Thì đối với cá nhân mình, một hệ sinh thái ở mức độ sẵn sàng thì nó hoàn toàn nó có thể, nó không cần phải có đầy đủ tất cả các cái yếu tố như chúng ta vừa nhắc đến. Thì theo mình, một hệ sinh thái thì ở mức độ gọi là sẵn sàng để đón dòng tiền về, nó phải có những cái thành phần cơ bản. Đầu tiên là Bridge ha, cái tiếp theo là Stablecoin, tiếp theo là Wallet, tiếp theo là AMM, tiếp theo là Lending and Borrowing, tiếp theo là Farming, và cuối cùng là Launchpad, tức là có khoảng 7 yếu tố mà chúng ta cần phải để ý. Thì mình sẽ nói sâu hơn vào từng yếu tố. Đầu tiên là Bridge. Bridge như mình nói là cầu nối để chuyển tài sản từ bên ngoài vào hệ sinh thái. Và cái điều này là cũng là cái gọi là xu thế tất yếu thôi, bởi vì mỗi cấu trúc của trong một cái blockchain platform là nó hoàn toàn khác nhau. Do đó thì cái việc mà chúng ta chuyển tài sản giữa Ethereum sang Binance Smart Chain hay sang Avalanche, nó cũng đòi hỏi cần phải có những cái cầu nối. Và cái nhu cầu này nó càng cấp thiết hơn khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện đó, trải nghiệm người dùng, đúng không ạ? Không ai muốn chuyển tài sản từ Binance, từ Ethereum sang Avalanche mà phải mất đến 5-6 bước phức tạp, tốn rất là nhiều chi phí vài trăm đô cả. Đó là một cái trải nghiệm người dùng rất tệ, và khi mà chúng ta trải nghiệm một cái tác vụ như vậy á, thì liệu rằng chúng ta có muốn là đi sâu hơn và tìm hiểu vào Avalanche không, đúng không? Và cái này nó càng cấp thiết hơn khi mà các cái sàn SaaS á, tức là cái sàn tập trung á, người ta cũng rất là cân nhắc trong việc là lựa chọn hỗ trợ các blockchain. Bởi vì khi mà anh là một cái hệ sinh thái hoàn toàn mới, thanh khoản của anh chưa cao, dòng tiền đổ về anh chưa nhiều, chưa có độ sự FOMO, thì không có bên nào người ta sẵn sàng, người ta tự nguyện đi hỗ trợ cả, đúng không ạ? Thường thì người ta chỉ hỗ trợ các cái hệ sinh thái khi mà cái hệ sinh thái đã bắt đầu bùng nổ, dòng tiền nó bắt đầu vào rất là nhiều, và các sàn người ta nhận ra rằng đây cũng là một cái miếng bánh là gọi là béo bở, đúng không ạ? Thì để người ta tham gia, người ta thích hợp và người ta hưởng được một phần cái người dùng. Ví dụ như mình, ví dụ như câu chuyện của Avalanche vào thời điểm tháng 5 2021 á, thì không có rất là ít cái sàn SaaS người ta hỗ trợ cái cổng C-chain của Avalanche. Do đó thì cái việc chuyển tài sản của từ Ethereum sang Avalanche nó rất là phức tạp. Một là bạn phải dùng một cái cầu nối Avalanche Ethereum Bridge, với cái chi phí đâu đó là rơi vào khoảng 50-100 đô, là một cái chi phí rất là lớn cho một lần chuyển tài sản. Ngoài ra thì bạn còn có thể chuyển Avax từ Binance, nhưng mà rất là phức tạp, bởi vì chúng ta phải chuyển qua trung gian của một cái ví on-chain của Avalanche, sau đó cross-chain từ X-chain sang C-chain, sau đó mới chuyển đến MetaMask. Nói chung nó khá là lòng quẳng, và mình nghĩ là trừ những cái người mà người ta thực sự muốn trải nghiệm, người ta cần phải research về hệ sinh thái, người ta cần phải skin in the game, thì những người dùng bình thường người ta khá là khó chịu về cái chuyện đó. Thì đây chính là một cái bài toán. Và hiện nay thì khi mà Binance Smart Chain người ta đã hỗ trợ cái C-chain của Avalanche, thì lúc này mọi chuyện là cực kỳ đơn giản, khi mà người dùng người ta chỉ cần chuyển trực tiếp từ ví Binance đến ví MetaMask là xong. Đó, như vậy thì mọi người đã thấy được cái tầm quan trọng của cái bridge.
Đúng không ạ? Tại vì khi mà chúng ta chưa có sự hỗ trợ từ bất kỳ các cái set nào thì chúng ta phải dùng brick. Và nếu brick đó nó tệ, nó đắt, nó bảo mật, cái rủi ro bảo mật nữa, nó bảo mật kém, thì khi đó cái trải nghiệm người dùng nó rất là thấp và dòng tiền nó sẽ không thể nào nó đổ về hệ sinh thái được. Cái đó là cái điều chắc chắn đó. Thì nói về Avalanche, mình cũng muốn phân tích thêm một cái case study nó khá là hay về cái hệ sinh thái này đối với cái việc Brick. Thì như mình đã nói thì Avalanche Ethereum Brick là một cái cầu nối được ban đầu được xây dựng để nhằm chuyển tài sản từ Ethereum đến Avalanche. Tuy nhiên cầu nối này trong những cái thời điểm ban đầu nó khá là đắt và nó chỉ rơi vào đâu đó khoảng 50 triệu đô tài sản được chuyển từ Ethereum qua Avalanche thôi. Tuy nhiên với cái bản cập nhật và theo cái roadmap 2021 thì Avalanche đã người ta đã cải thiện được cái cầu nối này và chi phí bây giờ cực kỳ rẻ. Đồng thời là nó còn tương thích tốt hơn nữa với Ethereum. Do đó thì cái lượng tài sản chuyển từ Ethereum sang Avalanche nó đã, qua cái cầu nối này ha, nó đã tăng một cách nhanh chóng từ 50 triệu lên hơn 1 tỷ đô. Thì đây chính là một cái dấu hiệu rõ rệt cho thấy là dòng tiền đã bắt đầu chuyển từ Ethereum sang Avalanche và đã cho thấy được là cái chiến thuật của Avalanche là thành công, tức là người ta không đi tìm cách để trở thành một cái Ethereum killer mà người ta chỉ muốn tài sản từ Ethereum và các dự án từ Ethereum có thể mua qua Avalanche, triển khai trên Avalanche để mang lại cái trải nghiệm người dùng tốt hơn cho những cái user của chính những dự án đó thôi. Tại vì Avalanche hiện tại chi phí giao dịch khá là thấp, chỉ đâu đó khoảng 0.35 USD trên một tác vụ, thì so với Ethereum hiện tại là vài chục đô hoặc là đôi lúc là nghẽn mạng lên đến vài trăm đô thì nó là siêu rẻ. Ok, cái yếu tố thứ hai mà mình nghĩ là quan trọng đó là stablecoin. Thì suy cho cùng thì mọi cái hoạt động đầu tư hay là chốt lời hay từ khâu tham gia thị trường cho đến khâu thoát ra thị trường, chúng ta cần phải quy về stablecoin. Và không phải ngẫu nhiên mà cái đồng Tether USDT nó lại chiếm vốn hóa thứ tư ở trên thị trường với vốn hóa lên đến 69 tỷ đô. Thì stablecoin được xem như là mạch máu của cả thị trường crypto và của cả một hệ sinh thái. Và khi stablecoin đổ vào hệ sinh thái nhiều, có nghĩa là dòng tiền đổ vào đó nhiều. Chúng ta chỉ có thể kết luận một cách đơn giản như vậy thôi. Stablecoin nhiều có nghĩa là dòng tiền nhiều. Và đó chính là một trong những cái dấu hiệu mà mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải để ý. Rồi wallet thì đương nhiên rồi, wallet là các cái ví lưu trữ tài sản và đồng thời hỗ trợ người dùng ra tương tác với cái DeFi. Do đó thì khi mà cái hệ sinh thái mà chúng ta đang quan tâm nó càng tích hợp với nhiều ví, thì ngoài cái việc là thể hiện được cái hoạt động của hệ sinh thái thì nó còn cho thấy rằng hệ sinh thái đang hướng tới việc tiếp cận nhiều người dùng hơn. Bởi vì người dùng MetaMask rất là nhiều, mà ví dụ như Avalanche ra thông báo là tích hợp với MetaMask thì có thể Avalanche đã tiếp cận được một cái nào đó ở một mức độ nào đó với một cái tệp khách hàng rất lớn của MetaMask. Mình ví dụ như vậy ha. Rồi cái tiếp theo là sự hỗ trợ của các set. Như mình đã nói thì cái thanh khoản hiện tại đến chủ yếu từ các set. Chúng ta thường mua USDT từ Binance, từ các cái sàn khác như là FTX. Chúng ta trade, chúng ta hold ở trên đó rất là nhiều. Và khi chúng ta muốn mang tiền đến các cái hệ sinh thái thì chúng ta thường chuyển từ cái sàn tập trung đến sàn phi tập trung. Đến cái phi tập trung. Thì khi mà được asset hỗ trợ thì dòng tiền nó sẽ càng bơm vào nhiều hơn cái hệ sinh thái đó ha. Rồi tiếp theo là các AMM DEX. Thì các DEX chính là các sàn giao dịch phi tập trung và nơi tập hợp thanh khoản cho cả một hệ sinh thái. Mình ví dụ như là hiện tại có rất là nhiều dự án mới. Đối với một cái hệ sinh thái phát triển thì sẽ ngày càng có nhiều dự án mới, và những dự án mới nó không thể ngay lập tức nó list ở trên Binance hay là KuCoin hay là FTX được, mà nó sẽ phải list ở trên các cái sàn phi tập trung khác, phi tập trung trước. Ví dụ như là ở trên Solana thì sẽ là Radium hoặc là Serum, đúng không ạ? Ở trên Binance Smart Chain thì sẽ là PancakeSwap. Ở trên Ethereum là Uni hoặc là SushiSwap. Thì cái việc list này nó sẽ tạo thanh khoản ra cho dự án. Tạo thanh khoản cho dự án thì đồng thời kéo theo dòng tiền từ ngoài vào, đúng không ạ? Nó sẽ là cái sự tương tác hỗ trợ như vậy thôi. Và khi mà những cái dự án mới đó nó bùng nổ, nó ít 5, ít 10, ít 20 thì dòng tiền từ bên ngoài tự khắc nó sẽ đổ vào để người ta tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư mới tương tự như vậy ha. Rồi lending and borrowing. Đây là một cái mảnh ghép cực kỳ quan trọng bởi vì nó cho phép người ta tối ưu hóa khả năng sử dụng vốn trong hệ sinh thái. Mình ví dụ như bạn đang hold một cái native coin là Avalanche, đúng không? Vì chúng ta
kỳ vọng là Avalanche sẽ tiếp tục phát triển, nhưng mà ngoài ra có những cái đồng coin mới ví dụ như là Tradeo hay là BenQ hay là Pangolin nào đó bạn muốn đầu tư và bạn không muốn mã Avalanche đi để đổi tiền vào các đồng coin khác, thì bạn có thể sử dụng các cái nền tảng Lightning and Borrowing để bỏ Avalanche của mình vào trong pool thế chấp, sau đó mà vay ra các stablecoin để đi đầu tư những cái đồng coin khác. Thì đó chính là một trong những cái ví dụ về cái việc tận dụng Lightning and Borrowing, và đây chính là cái mệnh ghép cực kỳ quan trọng đối với DeFi trong một hệ sinh thái nói riêng và đối với cả hệ sinh thái nói chung. Yearfarming thì Yearfarming cũng là một mệnh ghép DeFi và cũng là một cái nơi thu hút dòng tiền. Nếu như mọi người chưa quên á, thì trước đây Binance Smart Chain đã có một cái chiến thuật rất là hay đối với việc là người ta cho phép rất là nhiều dự án, có cả những cái dự án thuộc dạng là kiểu như Pumdum, Shitcoin pump rất là nhanh sau đó đâm, nhưng mà có những cái mức API rất là khủng, API mức lợi nhuận farming rất là khủng. Thì cái mức lợi nhuận farming khủng đó nó chính là một trong những cái yếu tố marketing để khiến cho cái dòng tiền đổ vào hệ sinh thái để trải nghiệm những cái dự án farming như vậy. Mặc dù dĩ nhiên là trong 100 dự án thì có rất là ít dự án nó còn duy trì hoạt động đến bây giờ, tuy nhiên đó cũng là một cái kết marketing một cách tự nhiên đó. Thì do farming chính là cái nơi sẽ thu hút dòng tiền và đồng thời có tác dụng giữ dòng tiền lại hệ sinh thái. Và cuối cùng dĩ nhiên là Lopat. Thì Lopat là một cái yếu tố mà mình nghĩ nó không hoàn toàn quan trọng như những cái yếu tố trước, nhưng mà đến một thời điểm nào đó thì nó sẽ là một cái sự hoàn thiện cho hệ sinh thái. Nó sẽ là một cái bệ phóng cho những cái dự án mới trên hệ sinh thái, những cái dự án legit, những cái dự án native. Người ta có một nơi để người ta kêu gọi vốn và người ta thu hút dòng tiền đổ vào dự án của mình ha. Rồi như vậy thì chúng ta đã đi qua được cái phần gọi là những cái dấu hiệu, những cái thành phần trong hệ sinh thái và những cái thành phần cơ bản quan trọng.